Ba mở bài trực tiếp gián tiếp nâng cao về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Một, mở bài trực tiếp. Xuất hiện trong chặng đường cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lê Minh Khuê cũng có những đóng góp tiêu biểu làm nên tầm vóc của văn học giai đoạn này. Những ngôi sao xa xôi là truyện ngắn hay nhất của nhà văn, vẫn lấy bối cảnh là cuộc sống và chiến đấu anh dũng của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Lê Minh Khuê đã có một góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về tuổi trẻ Việt Nam anh hùng. Là cây bút chuyên viết truyện ngắn trong chiến tranh, Lê Minh Khuê viết về cuộc sống chiến đấu của những người thanh niên trên tuyến đường Trường Sơn. Những ngôi sao xa xôi là tác phẩm đầu tay của bà, được viết vào năm 1971 giữa cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt của dân tộc. Câu chuyện giúp ta hiểu thêm về cuộc sống của những cô gái thanh niên xung phong trên cao điểm tuyến đường Trường Sơn. 2. Mở bài gián tiếp. Từ lâu, hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong đã đi vào thi ca, nhạc họa, nuôi một nguồn cảm hứng dồi dào bất tận. Ta có thể kể đến bài thơ Gửi em cô gái thanh niên xung phong của nhà thơ Phạm Tiến Duật hay bài hát Cô gái mở đường của cố nhạc sĩ Xuân Giao. Và cũng góp một tiếng nói riêng, tiếng nói của một thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn vào đề tài này. Lê Minh Khuê với truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi đã khắc họa thành công hình ảnh những cô gái xung phong phá bom, mở đường thật chân thực, hồn nhiên, trong sáng, giàu mộng ước, lạc quan, yêu đời và rất dũng cảm, mạnh mẽ trong chiến đấu. Tác phẩm là đứa con tinh thần đầu tiên của nhà văn, được viết vào năm 1971 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc đang diễn ra rất ác liệt. 3. Mở bài nâng cao. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Trường Sơn đầy bom đạn đã trở thành con đường huyền thoại. Đã có những câu chuyện kỳ diệu với những người lính dũng cảm, những chiến sĩ lái xe dũng cảm mà nhà thơ Phạm Tiến Duật đã từng hát trong bài Những bài thơ về tiểu đội xe không kính. Câu chuyện kỳ diệu ấy còn là câu chuyện về những cô gái thanh niên xung phong vừa kiên cường dũng cảm trong chiến đấu, vừa hồn nhiên mơ mộng, thật đáng yêu và đáng quý. Là một trong những cây bút trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, được coi là cây bút độc đáo với các tác phẩm truyện ngắn. Ngoài bút của nhà văn luôn hướng về cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ trong bom đạn giữa tiết trời, đặc biệt là những người anh hùng thầm lặng trên tuyến đường Trường Sơn. Cảm hứng đó, nhà văn Lê Minh Khuê đã sáng tác truyện ngắn đặc sắc Những ngôi sao xa xôi. Hết. Chúc các em ôn thi thật tốt và thi đạt kết quả cao.